người. Mình tên là Minh Khuê, mình đến từ lớp D176M cơ sở Trúc Khê. Đây là số vlog thứ 11 của Aena. Và hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người một ngày của mình trong mùa dịch Covid đã trôi qua như thế nào. Vì mình là freelancer nên mình không bị gò bó ở một nơi. Tính chất công việc của mình thì di chuyển khá nhiều và gặp gỡ khá là nhiều người. Thế nên là gần như các job hiện tại của mình thì đều bị cancel và dành cho một câu thôi, để sau dịch. Nó cũng hơi chán ấy, nhưng mà thôi, dù sao cũng vẫn phải nghĩ ra việc để làm. Mọi người cùng đi với mình nhé. Mình là một đứa không thể ngồi yên trong nhà, nhưng cũng là đứa hay đến nơi đông người, nên dịch thế này cũng không ảnh hưởng đến mình nhiều lắm. Các bạn ra đường nhớ mang theo khẩu trang, nước sát trùng, vitamin tăng đề kháng và ô nhé. Thời tiết Hà Nội cuối tháng 3 thực sự làm con người ta muốn ốm lắm đấy. À, và mình cũng sẽ mang theo một cuốn sách đang đọc dở và sổ tay của mình nữa. Không biết mọi người thấy thế nào, nhưng mình cảm thấy Covid đã làm được một việc, đó là khiến cả trái đất thích nghỉ ngơi. Con người hạn chế ra đường hơn nên lượng khói xe, rác thải cũng giảm thiểu. Đã rất lâu rồi mình bỏ quên thói quen đi dạo loanh quanh và chụp ảnh đường phố. Mình thích ngắm nhìn mây trời, phố phường Hà Nội lắm. Đã đến quán cà phê yêu thích của mình rồi, bây giờ mình sẽ chạy deadline một chút, sau đó đọc vài trang sách dở dang. Covid khiến mình ít việc hơn, nhưng lại để mình dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Đúng là trong cái đen thùi lùi cũng phải có cái hay chứ. Chiều nay mình có một cái hẹn chụp ảnh. Mình khá yêu thích công việc hiện tại của mình. Mình làm tự do và tùy hứng, nhưng cũng tự đặt cho bản thân những quy tắc riêng. Covid dù đang hoành hành, nhưng khách mình vẫn đáng yêu lắm. Và yên tâm là phải đảm bảo khử khuẩn cho cả mình lẫn khách luôn. Vì là trong mùa Covid nên nhà trường đã sắp xếp lịch học online cho bọn mình. Nhưng bọn mình vẫn có thể đến trường học offline như thường, vì trường mình đảm bảo khử trùng, luôn có nước rửa tay và kiểm tra thân nhiệt mọi người trước khi đến. Bây giờ cũng đã là chiều muộn. Mình hẹn bạn cùng team đồ án ra ngoài để gặp nhau. Đối với học viên kỳ 4 như bọn mình thì đồ án được bắt đầu từ những môn đầu tiên luôn rồi. Vừa là sản phẩm của cả team, cũng là đồ án cuối cùng để tốt nghiệp, nên bọn mình cố gắng làm chỉnh chu và hết sức mình. Việc gặp nhau mùa dịch không phải là một ý tưởng đáng khuyến khích, nhưng mình thấy gặp trực tiếp dễ hiểu ý nhau hơn là qua chiếc màn hình. Các bạn hãy chọn quán vắng vẻ và giữ an toàn nhé. Cuối cùng thì cũng đã hết cả một ngày dài, và bây giờ thì mình đang về nhà nghỉ ngơi và làm nốt lượng công việc của ngày hôm nay. Vì là mùa dịch nên nhà mình luôn có sẵn trà ấm và cam quýt. Mình hay chạy deadline buổi đêm nên trà không khiến mình sợ mất ngủ, nhưng nó cũng không phải là một ý kiến tốt. Các bạn có thể giữ ấm cổ họng của mình với một ly nước ấm hoặc một ly sữa ấm nha, dễ ngủ lắm đó. Mình làm xong việc rồi sẽ đi ngủ thôi. Một ngày trong mùa dịch của mình đã trôi qua như thế. Chúc các bạn ngủ ngon và giữ sức khỏe của mình thật tốt nhé.